Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Thấy con trai tới tấn công là sợ. Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà, người ta yêu em hết bột. Còn mong rằng hai bạn sẽ bổ sung với nhau để chúng ta tiến tới những điều xa hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai, xem họ có cá tính như cặp đôi đầu tiên hay không. Hả Mạc, mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe được 7 chỗ chị. Và quê ở đâu? Dạ đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ đến lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi, có vấn đề gì không? Dạ nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là cái tính cách thôi à. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được. Biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm, không sao. Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ vậy. Rồi để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy, sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình rồi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì hết hả? Không. Kì vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cưới xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè, ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không, nói chung em tốt lắm chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, mà em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà, người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em coi nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn ăn, không lẽ để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Đi đâu dạ. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có, nhưng mà cũng ít, không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó, nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. Làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới, giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời. Dạ. 99 bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chào chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ủa nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói vậy em hình dung nghe cái tiếng em nghĩ là một cái người nó hơi nhỏ gọn đấy. Được. Phong độ lắm mà. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn là xíu là được. Có... em cái chuẩn có gì trơn á, em cần gì. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ cho thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng có phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không, là có nhiều. Em không biết sao em quen hai cô rồi, sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà, sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được không? Được lắm nha. Coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nó như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế vậy là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách.
Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè, cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi, cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng ở đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như dạ. Tiên nói đâu. Cả ngày nè cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà cô. Mình thấy mình được liền đâu. À, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Trời ơi. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích tao bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là dạy cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám đó. Rồi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên người ta thấy không có hợp với nhau, tao không bấm sao? Con cứ bấm. Con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Ví dụ lỡ hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm được cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với lại em gái em. Dạ, chào cô. Cô thấy mình là gái dữ dội chưa? Dạ cô cho con dạy lời phát biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương, con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ, một công ty, nên là có khách thì đón khách về, đi thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ chung này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tu la nha. Kéo màn. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Dạ. Anh nói lần nữa tới gặp em mình. Dạ. Không có ba lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi, mình thử tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều, em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè. Gặp ở đâu theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á, cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi cái tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích là như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa. Dẫn cổ qua bển, chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó để tao về, em sẽ tự kế thêm vô cho. Dạ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. Hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9, em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? Thì một tuần thì chỉ có ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì 7 giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca cái ngày thứ bảy với ngày chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày chủ nhật với ngày thứ bảy là mình sẽ không đi chơi được. Thử uống nói ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 ngày nào cũng được. Ai vậy nói 2, 3, 4, 5, 6 kẹt thứ 7, nhật tăng ca. Tại vì cái đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là anh em rảnh rồi. Đi chơi tới mấy giờ cũng được hết. Bây giờ rủ nhưng mà thích buổi tối sáng em bạn hay chị làm buổi sáng giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ 4 thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ 4. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ 5, sáng thứ 5, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em sẽ chạy sớm, em chạy coi được.
Trải qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào, là nói sao nè, ví dụ nói sao nè. Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được đó, mà tự tạo ra chuyện nhiều. Đúng rồi, nhiều cái vô này được ra sáng hồ hởi, sáu sáng chạy qua quỳ xuống luôn. Hay dạ. Điều này làm thử nè, làm thử nha, từ từ bình tĩnh nha. Anh hy vọng anh được quen em. Gì chứ lãng mạn chứ. Sao ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Sao nút này. Nữa. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Cặp này rất là dễ thương. Không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hùng cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu nhau. Ra cầu ánh sao. Chúc mừng hai cặp đôi ngày hôm nay. Đó là những gì mà ngày hôm nay chúng tôi muốn dành cho những cặp đôi. Mong rằng những hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn một khung giờ rất là quen thuộc, 22:30 thứ hai và 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vì uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube MCV Media và HTV Entertainment. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.